Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu giờ chiều ngày 26 tháng 4, xe của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Lực lượng công an thành phố Phan Thiết, dân quân địa phương được tăng cường thắt chặt an ninh, trật tự. Trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Tường, Tuyên Quang, Hùng Vương, các xe của Bộ Công an dừng rất lâu. Nhiều cán bộ công an đã di chuyển vào nhà ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận và nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Động thái của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an được cho là liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quyết định khởi tố vụ án số 08 QĐ-VPCQ-CSDT ngày 10 tháng 2 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu sai phạm tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Quyết định khởi tố vụ án hình sự đã được gửi đến vụ 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Liên quan đến dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư là một trong 9 dự án mà Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân Bình Thuận. Sáng ngày 25 tháng 4, lực lượng công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chung sức cùng người dân hai xã Hang Kia và Pà Cò khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra trên địa bàn vào chiều ngày 24 tháng 4. Trước đó khoảng 16 giờ chiều ngày 24 tháng 4, trời đang nắng chang chang, bỗng dông lốc từ đâu kéo về phủ kín đỉnh núi Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Sấm rền, chớp giật, gió lớn kéo về các xã vùng cao của huyện Mai Châu. Trận mưa đá lớn chưa từng có trong lịch sử trút xuống khiến cây cối, hoa màu bị dập nát. Đá rơi ầm ầm làm hỏng mái nhà của bà con nông dân. Trận mưa đá kinh hoàng trút xuống khiến bà con nơi đây hoảng hốt. Đá to bằng nắm tay chồng chất trên mặt đất, nhuộm trắng cả núi đồi. Chưa bao giờ bà con nơi đây chứng kiến sự tàn phá khá khốc liệt của thiên nhiên đến vậy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pà Cò, ông Sùng A Xía chia sẻ: "Sau trận mưa đá kinh hoàng, mọi thứ cây cối, hoa màu trên mặt đất bị biến dạng. Những vườn ngô, su su, bắp cải, cà chua bị vùi lấp không thương tiếc. Nhà cửa của bà con thủng lỗ chỗ tựa như ngày tận thế." Theo ông Xía, xã Pà Cò có 700 hectare hoa màu, qua thống kê sơ bộ thiệt hại gần trên 80%. Tại các bản Trà Đáy, Pà Cò 1, Pà Cò 2 hay Pa Háng, khung cảnh tàn hoang hiển hiện trên từng nếp nhà. Đầu năm 2024, các bản vùng cao rơi vào tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt. Bà con chỉ mong có mưa xuống để gieo ngô, gieo lúa. Mong ước của bà con thành hiện thực lại trở thành cơn ác mộng. Không mảnh vườn nào còn nguyên vẹn, cả ngàn, cả triệu cây rau màu bị phá hủy sau trận mưa đá. Anh Sùng A Việt ở bản Trà Đáy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Anh chia sẻ: "Mất hết rồi, không còn gì nữa. Cách đây 2 tháng tôi liều mình vay tiền, mua giống trồng 1.500 cây cà chua. Cây đã cho quả sai chĩu, vậy mà sau trận mưa đá đã cướp của tôi tất cả, không còn gì nữa rồi." Xã Pà Cò là địa phương khó khăn nhất của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là nơi sinh sống của bà con người Mông. Cuộc sống của họ trông cả vào cây ngô, cây lúa ở trên nương. Năm nay sản xuất gặp khó khăn do nắng hạn, cây ngô vừa nhú lên khỏi mặt đất, vườn mận, vườn mơ vừa đậu trái. Vậy mà sau trận mưa đá, ông trời đã cướp đi mọi hy vọng của bà con nông dân. Cơn mưa vừa dứt cũng là lúc bà con người Mông ở Pà Cò, Hang Kia rơi lệ. Trận mưa đá to chưa từng thấy khiến người nông dân vùng cao rơi vào cảnh điêu đứng. Chủ tịch Hội Nông dân xã Pà Cò, ông Phàng A Sồng không giấu được sự lo lắng. Ông cho biết: "Kẻ đói kẻ nghèo còn hiện hiện ở nơi này. Cả năm bà con người Mông chỉ trông vào một vụ nương, vậy mà nay niềm hy vọng đó đã không còn." Không riêng gì các bản Mông ở Pà Cò bị ảnh hưởng,
các hộ dân sống ở các xã Tó Nà, Hàng Kia, Tân Sơn cũng đang vô cùng lo lắng, nương rẫy bị tàn phá nặng nề. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu, thiệt hại do mưa đá gây ra làm 8 nhà dân hỏng mái lợp, hàng trăm hecta hoa màu cùng hàng trăm con gia súc gia cầm bị chết. Rất may không có thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng huyện Mai Châu cùng người dân đang tích cực khắc phục hậu quả để cuộc sống bà con sớm trở lại bình thường. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu đang chỉ đạo UBND các xã xảy ra mưa đá tiếp tục thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo đi lại, sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Trong chiều ngày 24 tháng 4, tại Sơn La cũng xuất hiện trận mưa đá kéo dài gần 1 tiếng. May mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến hàng trăm hecta cây lương thực, hoa màu hư hỏng. Cụ thể, theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vân Hồ Sơn La, trận mưa đá kéo dài gần 1 tiếng trên địa bàn xã Lóng Luông, Xuân Nha, Trường Yên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hoa màu của người dân. Theo đó, khoảng 594 hecta cây lương thực, hoa màu hư hỏng, trong đó diện tích cây lương thực 418 hecta, diện tích lúa rộng 8 hecta, ngô 417 hecta, diện tích rau màu 176 hecta, cà chua 9 hecta, đỗ 70 hecta, su su 20 hecta, bắp cải 4 hecta, ớt chỉ thiên 1 hecta, bí xanh 1 hecta, dưa chuột 6 hecta, cây ăn quả đào, mận, cam, quýt, xoài 65 hecta. Tại xã Xuân Nha, xã Lóng Luông có hơn 30 nhà lợp fibro xi măng bị thủng, vỡ hư hỏng nặng và một số nhà khác bị tốc mái, tổng thiệt hại khoảng 780 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã bị ảnh hưởng tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình sơ bộ, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, khắc phục hậu quả, tổng hợp thống kê thiệt hại. Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện mưa rông, mưa đá làm 11 nhà ở tại huyện Lâm Thao và 17 trường học tại thành phố Việt Trì bị hư hỏng, tốc mái, một trạm y tế tại thành phố Việt Trì bị đổ tường rào. Cùng đó, 35 hecta lúa, ngô, hoa màu bị đổ, 28 hecta chuối bị thiệt hại hoàn toàn tại huyện Lâm Thao. Trên địa bàn huyện này còn có 14 cột điện bị gãy, đổ, hai cơ quan bị ảnh hưởng, hai lò gạch tại huyện Cẩm Khê bị tốc mái, khoảng 7.000 m2, ước tính tổng thiệt hại khoảng 9,62 tỷ đồng.